người ta thích. Là người ta muốn đồng hành cả đời này. Tóm tắt phần trước. Sinh được 7 chú thỏ con luôn. Cả mẹ cả con đều bình an. Sau này nếu nhà ai không sinh được tới con. Hồi Xuân Đường. Hồi Xuân Đường, tìm Văn Tiểu Lục 300 năm rồi. Ca ca đẩy cao lên một chút, cao thêm chút nữa, được. Ta đi khắp Đại Hoang, tìm mọi nơi ở Hạo Linh và Tây Viêm. Cũng không hề có chút tin tức nào về muội ấy. Chắc chắn Tiểu Yêu sẽ cảm thấy người ca ca này của muội ấy quá vô dụng. Gọi Hoa Tử, từ nay về sau ngươi sẽ tên là Diệp Thập Thất. Hiện nay một thầy thuốc trấn Thanh Thủy cũng giỏi đến vậy sao? Đại nhân có thê thiếp không thể sinh con được. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Ta chỉ là một người bị bỏ rơi mà thôi. Mẹ, khi nào huynh nhớ ta thì hãy lấy nó ra mà ngắm. Ta không thể tự bảo vệ mình, không có người để nương tựa, không có chỗ để đi. Tìm người hành hình quắc nghiệm nhất về đây cho ta. Chỉ cần giữ lại mạng cho hắn là được. Thương Huyền xin thề, Tiểu Yêu xin thề, sẽ ở bên Thương Huyền ca ca, sẽ ở bên đời Tiểu Yêu muội muội, tin tưởng lẫn nhau, chăm sóc lẫn nhau, không bao giờ phản bội. Thương Huyền ca ca, các vị đều là con cháu các tộc lớn thế gia, sao lại chạy tới trấn Thanh Thủy cho khổ ra? Vì muội muội ta, ta nhất định sẽ nhanh chóng tới Ngọc Sơn đón muội trở về. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, 6 năm, ta thu nhận ngươi 6 năm. Ngươi miễn cho ta 6 năm tiền thuê đất. Từ nay về sau chúng ta không còn nợ nhau gì nữa. Dù là phong cảnh hiếm thì ngắm nhiều rồi cũng sẽ chán. Trừ khi có người ngắm cùng ta thì mới thấy thú vị. Chỉ cần trong thiên hạ vẫn còn cảnh sắc như vậy thì sinh mạng vẫn rất đáng quý. Thứ như cổ tình này, không chỉ lấy mạng mà còn lấy cả trái tim. Ngươi có 9 cái mạng, nhưng trái tim thì chỉ có một. Một khi cho đi thì sẽ không thể lấy lại được nữa. Thương Huyền ca ca, giờ muội trở về rồi, ta sẽ không còn cô đơn lẻ loi một mình nữa. Ta chuẩn bị về làm vương cơ Hạo Linh. Nếu huynh đã lựa chọn con đường trở về núi Tây Viêm này, vậy cho dù tương lai có gặp phải bao nhiêu mưa máu gió tanh thì ta cũng sẽ đứng về phía huynh. Chúc huynh đạt được nguyện vọng của mình. Thương Huyền, chúng ta cùng về nhà thôi. Nếu ta nhất kiến chung tình với cô nương đây thì phải làm thế nào mới được đây? Ta muốn cô nhớ kỹ ta. Phòng, Phong, Bội, nhớ kỹ đó, đừng động đậy. Tiểu Yêu tránh ra, đừng động đậy, muội không thể chết được. Chúng ta vẫn còn sống, chi bằng đừng làm vương cơ nữa. Đi lang thang khắp bốn phương với ta đi. Được thôi, chỉ cần huynh từ bỏ tất cả, ta sẽ đi cùng huynh. Ta sợ những người đàn ông ngoại tổ phụ và cả phụ vương nữa. Bởi vì trong lòng các người luôn có những sự lựa chọn quan trọng hơn phụ nữ. Vốn dĩ là chúng ta không hợp làm phu thê. Ta muốn nhìn thấy một đế quốc hoàng kim chân chính khi ta còn sống. Lưu danh ngàn thu, vạn kiếp ngưỡng mộ. 15 năm, đừng để người đàn ông khác bước vào trái tim muội. Ta không làm đồ sơn cảnh, vẫn có thể là Diệp Thập Thất. Một Diệp Thập Thất không có gì trong tay sao? Đúng vậy. Lúc ta mới cứu huynh ấy không có bất kỳ thứ gì. Vậy nên ta không ngại nếu huynh ấy lại trở lại người trắng tay. Đừng làm cô ấy tổn thương. Nếu có ngày đó thật thì ngươi hãy giết ta đi. Tiểu thư Phòng Phong, có thai rồi. Ta không hận huynh, nhưng giữa hai chúng ta đến đây là hết duyên rồi. Từ giờ sẽ là hai người xa lạ. Tiểu Yêu, Tiểu Yêu, cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ luôn ở bên cạnh muội. Nếu như khi huynh khỏi đấu trường sinh tử đó, ta là người cứu huynh,
thì tốt biết mấy. Tiểu yêu, chúng ta thành thân đi. Muội bằng lòng gả cho Phong Long sao? Huynh ấy từng thệt đối xử tốt với ta. Hơn nữa cả đời này, chỉ có một người phụ nữ là ta. Thực ra mong muốn của tất cả phụ nữ trên thế gian này chỉ có thế mà thôi. Điện Đại Minh, Cung Tử Kim. Bao nhiêu năm đã qua, cũng chỉ có bữa rượu đêm là vui vẻ nhất thôi. Rõ ràng tự dựng binh quyền lối tắt có thể đi được, thế mà huynh lại án binh bất động. Có phải huynh thật sự tin rằng chắc chắn ngoại tổ phụ sẽ chọn huynh không thế nào được? Ta biết nếu tổ phụ tuyên bố Tây Viêm Thương Huyền cho Đức Nham trở thành trữ quân, mà ta muốn ra tay thì sẽ phải trả giá đắt trăm, gấp nghìn lần. Ta đang đánh cược Hạo Linh Cửu Giao, ta cược rằng tổ phụ hiểu rõ ta muốn một Tây Viêm như thế nào. Nếu người không biết thì sao? Có rất nhiều con đường để đi, nhưng vương vị thì lại chỉ có một. Cho dù là xương khô đẫm máu hay là được ăn cả ngã về không, thì ta cũng phải bước lên đó. Huynh và ngoại tổ phục chí hướng giống nhau thật đấy. Người cược huynh không giấy binh nổi loạn. Huynh cược người truyền ngôi cho huynh. Lần này, cả hai người đều thắng. Ta rất biết ơn tổ phụ. Không chỉ vì người truyền ngôi vị cho ta, mà còn là vì người biết rõ ta muốn làm một vị vua như thế nào. Trả huynh này. Những gì huynh nói với ta tối qua rất cảm động. Nhưng hoa nhược mộc này là tứ thúc mẫu đưa cho huynh lúc lâm chung. Thẩm ấy bảo huynh sẽ tặng cho người con gái mà huynh ta không dám nhận đâu. Huynh mau cất kỹ đi. Tiểu yêu, ta gì mà ta? Hai huynh muội mình có ghìm không nói thẳng ra được nữa à? Ta rất cảm ơn muội. Số mệnh chúng ta gắn liền với nhau, còn cảm ơn ta làm gì? Ta thấy huynh muốn bị đánh thì có. Cuối cùng cũng đạt được nguyện bấy lâu mong muốn. Nhưng sao ta cứ cảm thấy hình như huynh không được vui cho lắm. Đúng vậy. Ta cũng thấy rất kỳ lạ. Rõ ràng ta đã bước lên được trí cao nhất. Nhưng hình như không hề vui mừng đến vậy. Cứ luôn cảm thấy con đường vẫn còn rất dài. Trọng trách trên ngực chỉ không nhẹ đi. Vạn vật đều tối tăm, mà còn trở nên nặng hơn. Đúng đó. Hiện tại huynh đã là Tây Viêm Vương rồi, là vua của một nước. Không chỉ còn là Thương Huyền nữa, chắc chắn trách nhiệm của huynh sẽ càng nặng nhọc hơn nữa. Ta muốn bảo vệ người thân của mình, không muốn lúc phải mặt với sinh ly tử biệt có thể bó tay cam chịu, nên mới quyết chất thành Tây Viêm Vương. Vắng bóng nàng, phong cảnh đẹp đến mấy cũng héo hon. Bắt đầu ập đến mãnh liệt. Ta biết.
nàng không đến. Trời đất đẹp đến đâu. Cũng hoang tàn. Phủ Thần Vinh, thành Chỉ Ấp. Tiểu thư, người xem những tấm vải này có vừa ý của người không? Hôm nay bệ hạ đăng cơ, tiểu thư sẽ nhanh chóng trở thành Thần Vinh Hinh Duyệt, vương hậu của Tây Vi Lì Nhĩ, có phải nên bảo thợ dệt làm cho tiểu thư mấy bộ đồ bình thường hợp để tránh đến lúc đó vội vàng lại loạn hết lên? Chỉ có em mới nghĩ được chu đáo lo liệu chu đáo cho tiểu là thư là trách nhiệm của nô tỳ. Lần trước ta bảo em tặng quà tới núi Thần Vinh, em đã gửi đi chưa? Bệ hạ có hồi âm gì không? Nô tỳ đã gửi tặng thê thô lời dặn của tiểu thư rồi, nhưng bệ hạ vẫn chưa hồi âm gì. Bệ hạ mới đăng cơ nắm quyền, có rất nhiều việc triều chính phải làm, đợi huynh ấy bận hết mấy thì sẽ muốn gặp ta thôi. Tiểu thư nói đúng ạ, chắc chắn là như vậy, để ta viết cho bệ hạ bức thư nữa. Ta lo huynh ấy bận việc triều chính, không để ý gì đến sức khỏe. Hải Đường, còn cả những linh dược đóng gói hết vào hòm đi, ta muốn mang tới Thần Vinh hàm quà cho ca ca. Vâng. A Niệm, phụ vương, con muốn dọn sạch kho chứa đồ của phụ vương con. Hạo Linh ức, của cải của phụ vương làm gì dễ dọn sạch thế được. Hơn nữa, Hạo Linh vương, Dục Thu, con hay thấy là vẫn còn là phụ ít vương đó, chuẩn bị thêm ít để nữa con đi, mang luôn đến Thần làm Vinh quà chúc mừng cho ca được, ca luôn. Được, 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 vậy tới khi đó con sẽ tự chọn. Tránh ra. Ngay cả quả hạch phải mang từ Hạo Linh đi. Đúng là con gái lớn không giữ được mà. Thần muốn nói, giờ đã khác xưa rồi. Hiện tại Thương Huyền là Tây Viêm Vương, nếu nhị vương cơ chạy tới núi Thần Vinh chỉ sợ người khác sẽ nghĩ không hay. Cứ kệ nó đi gì, có tiểu yêu ở đó sẽ không xảy ra chuyện nghiêm trọng gì đâu. Bệ hạ nói đúng ạ. Vương cơ tới núi Thần Vinh, đúng là bệ hạ không cần phải suy nghĩ nhiều. Người phải đau đầu cũng sẽ là người khác. Gửi thư cho bệ hạ được mấy hôm rồi? Đã 7 hôm rồi ạ. Bệ hạ vẫn không hồi âm gì cho ta sao? Không ạ. Biểu tiểu thư nhà họ Đàm đúng là một người may mắn thật đấy. Hồi xưa ai cũng tưởng cô ta lấy bệ là hạ là một sai lầm. Không ngờ hiện tại bệ hạ lại trở thành Tây Viêm Vương. Tính riêng cái tình nghĩa cùng vượt qua hoạn nạn với bệ hạ thôi, có khi sau này lại lên làm vương hậu được luôn ấy chứ. Đừng cứ biểu tiểu thư mãi thế. Hiện tại cô ấy đã là phi tử của Tây Viêm Vương, ngay đến tiểu thư nhà ta mà gặp phải hành lễ chào hỏi nữa kìa. Ai cho các ngươi đứng đây ăn nói lung tung vậy hả? Tiểu thư, còn không mau cút đi. Vâng. Tiểu thư, bệ hạ đăng cơ, vị trí vương hậu vẫn còn hiện đâu? Nay không chỉ Trung Nguyên mà e rằng cả các dòng họ lớn đều ở muốn nhét người tới cạnh bệ hạ mất. Tiểu thư phải nhanh chóng toán mới được. Có cô gái nào trong các dòng họ lớn ấy có thân phận lớn hơn ta nữa không? Đúng là những cô gái đâu không có gì đáng ngại, nhưng còn vị vương cơ luôn dính lấy bệ hạ núi Ngũ Thần kia thì sao? Hạo Linh ức ư? Theo thánh chỉ của bệ hạ, ghi chép về nhân khẩu và đất đai trên khắp Trung Nguyên đã được thống kê đầy đủ, đăng ký đầy đủ vào sổ sách, xin trình lên để bệ hạ xem xét. Tây Viêm Đức Nham, Tây Viêm Vũ Dương, tộc trưởng Hồ Hòa, bệ hạ, lão thần có chuyện nói đi. Tấu. Từ sau khi bệ hạ đăng cơ, đã ở lại Trung Nguyên rất lâu rồi. Thủy Phong Long, nhưng thành Tây Viêm mới là kinh thành, đấu xin bệ hạ
quay về thành Tây Viêm, thần tán thành. Thần tán thành. Xin bệ hạ quay về thành Tây Viêm. Tộc trưởng họ Thương Dương. Bệ hạ, thành Tây Viêm là kinh thành của Tây Viêm. Từ sau khi bệ hạ đăng cơ, mệnh lệnh triều đình đều được ban bố từ núi Thần. Nếu cứ kéo dài như vậy là không ổn. Thần tấu nào xin bệ hạ dời đô về Chỉ Ấp. Bệ hạ, tuyệt đối không thể được. Từ khi Tây Viêm lập quốc đến thành nay, Tây Viêm vẫn luôn là kinh thành. Sao có thể nói dời đô là dời đô hiện được? Giờ Tây Viêm đất đai bao la, sản vật hưng thịnh, nhân tài đông đúc. Mà thành Tây Viêm thì lại ở phía Tây Bắc, núi đồi bao quanh, vận chuyển sản vật khó khăn, nhân tài khó giao lưu, khó có thể gánh vác trách nhiệm của một kinh thành. Thành Tây Viêm là nền móng của Tây Viêm ta. Dời đô về Chỉ Ấp chính là hành động quên gốc quên nguồn. Thành Chỉ Ấp nằm ở trung tâm Đại Hoang, bốn bề thông thoáng. Nếu dời đô tới thành Chỉ Ấp sẽ càng tiện hơn cho việc lưu thông tài nguyên, vậy giao thì sẽ vừa tài, kế thừa truyền thống, mở mang là điều kế mới, sách trị vì hưng thịnh lâu dài. Trung Nguyên có tốt đến mấy không phải cố hương của Trung Nguyên, cũng là thổ của Tây Viêm, sao lại không phải là cố hương chứ? Không cần nói nhiều nữa, ông, việc dời đô là chuyện vô cùng quan trọng, vẫn phải bàn bạc kỹ hơn nữa. Bệ hạ, Đàm phi nương nương chuẩn bị sẵn rượu kính và mời đồ bệ ăn. Hạ tới đó dùng bữa trưa. Thần Vinh tiểu thư tới rồi, đang làm khách ở cung của Đàm phi. Trẫm vẫn còn vài chuyện triều đình phải bàn bạc với tổ phụ. Hôm nay không tới cung Đàm phi đâu. Đàm Thục Huệ, trà này ngon quá. Đây là trà cống phẩm do tộc Bắc Khương tiến tống. Họ nói là trước giờ chỉ cung cấp cho vương thất của Tây Viêm thôi. Đây cũng là lần đầu ta uống đấy. Nếu biểu muội thích, lát nữa ta sẽ bảo thị nữ gói nhiều chút để muội mang về. Không cần đâu, ta cũng không ham mấy thứ mới mẻ này. Mang về chỉ sợ cũng quên không uống. Muội đó. Bệ hạ tới rồi à? Bệ hạ tới cung của Thái Tôn rồi à? Hôm nay ngài ấy không đến đây. Uống trà đi. Tổ phụ, người nhường con thêm lần nữa đi mà. Không được, không được. Ta đã nhường con ba quân rồi. Lần cuối cùng, con đảm bảo đây là lần cuối cùng. Chắc chắn đấy nhé. Đặt quân cờ xuống là không hối hận đó. Không được, không được, vẫn chưa đánh mà. Nghĩ kỹ chưa? Tại sao bệ hạ không vào trong? Đây chính là ý nghĩa của việc tạc phải bảo vệ cả thiên hạ này. Chỉ khi nào nhìn rõ, ta mới có thể vững vàng bước tiếp về phía trước. Bệ hạ cứ đi thẳng vào là được mà, nghe như kiểm sắp nhảy vào hố lửa vậy. Ca ca, A Niệm đến đấy à? Ta chưa hỏi tội huynh đâu đấy. Huynh và tỷ ấy cứ xem thường ta, cố ý đuổi ta đi, không cho ta ở lại. Ta không đáng tin thế à? Sao thế được? A Niệm là người đáng tin nhất, trừ lúc đi lại nước cờ thôi. Tổ phụ, ca ca bắt nạt con. Tỷ giúp muội hay giúp huynh ấy? Ai gọi ta là tỷ tỷ thì ta giúp người đó. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ, tỷ tỷ. Được rồi, được rồi. Ta sẽ giúp muội. Được chưa?
Con đến đây vào giờ này là có chuyện gì sao? Vâng, tổ phụ. Con định nạp con gái của họ Thương đương làm phi tần. Tiểu yêu, ta ta không muốn nạp phi, ta chỉ muốn tránh chiến tranh thôi. Đương nhiên là ta hiểu. Ngoại tổ phải truyền lại vương vị cho huynh. Đương nhiên huynh không thể quỵ vọng của người. Nếu muốn dòng tộc lâu đời ở Tây đồng ý dời đô, từ bỏ việc ủng hộ ngũ vương, ngoài việc phải thấu tình đạt lý ra, thì huynh phải cho họ lợi ích đủ lớn. Đừng nói chúc mừng với ta, hiểu không? Ta biết mà. Quay lại đi. Ca ca, ta thấy hình như huynh không vui lắm. Hay là ta đi dạo cùng huynh một lát? Ta còn nhiều việc triều chính phải giải quyết, làm gì có thời gian mà ủ rũ. Muội cứ yên tâm về đi. Được, vậy ta về đây. Từ nơi cuối nguồn có nàng, khi mây lên vắng nàng, ngước mắt nhìn có nàng, cúi đầu ngẫm vắng nàng, gió tuyết đến có nàng, hoa tươi nở vắng nàng, khói bếp lượn lờ có nàng, ánh sao rực sáng lại vắng nàng, ánh sao rực sáng lại vắng nàng. Muội làm gì thế? Muội muốn đi tìm Thương Huyền ca ca. A Niệm, con tìm Thương Huyền ca ca làm gì? Tổ phụ, con thích ca ca, con muốn được gả cho huynh ấy. Tổ phụ, người giúp con được không ạ? A Niệm, uống rượu thì cứ uống, sao lại say khướt thế này? A Niệm, con thích huynh ấy thật mà. Tổ phụ, người giúp con được không? Được, tổ phụ giúp con. Thật ạ? Tổ phụ đồng ý rồi ư? Vua không nói chơi, đừng gây rối nữa, được không? Không gây rối nữa. A Niệm, tốt quá, cuối cùng tổ phụ cũng đồng ý rồi. Cuối cùng con có thể lấy Thương Huyền ca ca rồi. Ngoại tổ phụ, sao người lại lừa con bé thế? Con bé sẽ coi là thật đó. A Niệm là một cô nương rất tốt, ngây thơ, bướng bỉnh, sạch sẽ, hiểu chuyện, không có lòng dạ phức tạp như những cô nương khác. Con nên học hỏi con bé nhiều vào, bướng bỉnh một chút, buông thả một chút. Vì người và Thương Huyền, con mới không bướng bỉnh và buông thả được. Sao lại nói vậy? Nếu con nói bây giờ con sẽ đi chơi với Tương Liễu, người có đồng ý không? Không đồng ý. Sớm muộn gì Thương Huyền cũng sẽ một trận tử chiến với cậu ta. Lập trường của hai con khác nhau, người xem, huyết thống của cũng quyết định thay con, thể muốn làm gì thì làm được. Cho nên sao phải lừa dối mình làm gì? A Niệm,
sao bệ hạ lại không vui? Ta từng nghĩ, chỉ cần biến đỉnh Tử Kim thành đỉnh Triêu Vân là có thể quay lại như trước kia. Nhưng cho dù trồng đầy cây phượng hoàng trên núi Thần Vinh thì cũng được gì đâu. Sai một ly, đi một dặm, hình như ta đã không còn cơ hội đó nữa. Bệ hạ đi sai bước nào à? Ta cũng không biết mình đi sai chỗ nào. Dọc đường đi, dường như mỗi bước đi đều là lựa chọn duy nhất vào lúc đó. Nhưng kết quả vẫn cứ sai. Cho dù làm sai thì cũng chẳng sao. Cây khô gặp mùa xuân sẽ xanh trở lại. Hồ là người, chỉ cần có lòng thì nhất định vẫn còn cơ hội. Còn cơ hội thật ư? Đương nhiên, chỉ cần bệ hạ muốn làm thì chắc chắn sẽ làm được. Mong là được như lời ngươi nói. Việc dời đô chắc chắn sẽ làm móng Tây Viêm dao động. Nhi thần nghĩ không nên làm thế. Mặc dù bệ hạ chưa tỏ thái độ, nhưng đã có ý định dời đô mong rồi. Mong phụ vương ra mặt ngăn cản, e rằng bệ hạ sẽ không nghe lời khuyên can của nhi thần, đành nhờ phụ vương ra mặt mới được. Phụ vương, phụ vương, chuyện ở triều đường ta có lòng nhưng không thể làm gì thêm. Thái Tôn, đến lúc uống thuốc rồi. Hai con lui xuống đi. Mong phụ vương giữ gìn sức khỏe. Nhi thần xin cáo lui. Nhi thần xin cáo lui. Sao lúc nãy Ngũ ca lại ngăn cản đệ? Tình hình trên triều bây giờ Huyền càng ngày càng mạnh. Nếu phụ vương không ra mặt ngăn cản, lần này chắc chắn sẽ không quan tâm đến ly phản đối của chúng ta. Giờ phụ vương có muốn chẳng làm gì được. Chỉ có ta và đệ thì không ngăn cản Thương Huyền được đâu. Nhưng nó cố chấp dời đô cũng không phải chuyện xấu. Sao lại thế? Hành động lần này của Thương Huyền chắc chắn sẽ đắc tội với nhiều dòng họ lâu đời ở Tây Viêm không muốn dời đô. Người phản đối nó càng nhiều thì càng có lợi cho chúng ta. Đúng. Những người này không muốn dời đô, vậy thì chỉ có cách đổi quân vương thôi. Ngoại tổ phụ, người nghĩ sao về chuyện dời đô? Ta nghĩ sao không quan trọng. Quan trọng là Thương Huyền làm thế nào. Từ xưa đến nay, chuyện dời đô luôn có nhiều khó khăn. Nếu giải quyết không ổn thỏa, e rằng quân thần không thể đồng lòng, gây ra nhiều mầm tai họa. Thậm chí còn có thể giống như Hạo Linh năm đó, nổ ra cuộc nổi loạn của Ngũ Vương. Con gái họ Thương Dương, gia thế danh giá, địa vị cao quý, hiền lành đức độ, thông thái sáng suốt, xinh đẹp trân quý, thanh nhã dịu dàng,
nay sắc lập làm phi. Mong người trung hiếu khiêm tốn, ôn hòa dịu dàng. Trưởng tộc họ Thương đương trung thành chính trực, đức độ nhân từ, biết giữ lễ nghĩa, bảo vệ xã tắc. Trẫm có lời khen, cung tử Kim ban cho núi Thanh Yến sủng muôn đời. Xinh đẹp trân quý, thanh nhã dịu dàng. Tiểu thư, những câu trong ý chỉ đều là lời khách sáo rỗng tuếch cả thôi. Tiểu thư đừng coi là thật. Tiểu thư, hay là người đàn một khúc đi. Không có người nghe đàn thì ta đàn làm gì? Năm đó đàn và Tiêu hợp tấu, dạo chơi suốt đêm. Bây giờ gặp nhau cũng khó. Hay chúng ta nhờ công tử sách xem sao? Giờ khác nhiều rồi. Ca ca có thể bày mưu tính kết cho việc triều chính, nhưng không quản được chuyện riêng của bệ hạ. Vậy để lão phu nhân đi xem sao. Mặc dù mẹ ta là phu nhân Thần Vinh, nhưng quanh năm đều ở Xích Thủy, không biết gì về chuyện núi Thần Vinh đâu. Người đến đây cũng chẳng giúp được gì. Vậy làm sao bây giờ? Ca ca và mẹ không giúp được, nhưng ta vẫn còn một người chị dâu ở núi Thần Vinh, phủ Thần Vinh. Phòng ốc ở nhà này được sửa chữa khá tốt. Nếu điện hạ thích thì ở lại đây vài ngày. Với tiểu yêu, ta không có tỷ muội bầu bạn, ở một mình cũng vắng vẻ lắm. Đúng vậy, chúng ta không giống đàn ông bọn họ, ít nhất còn có việc mà làm, có nhiều thời gian rảnh rỗi. Nếu không có ai bên cạnh rất buồn chán. Tiểu yêu, ta nghe ca ca nói gần đây bệ hạ vô cùng lo lắng, vất vả vì chuyện dời đô, nhưng ta không giúp được gì hết. Không sao, cô có lòng là được rồi, Hương Huyền sẽ hiểu thôi. Chỉ hiểu thôi thì có ích gì? Chuyện gì huynh ấy cũng giữ trong lòng, dù ta có muốn gánh vác thì huynh ấy cũng không cảm kích. Đúng vậy, đều do Thương Huyền sai, để về ta sẽ nói chuyện với ca ca. Không sai, bệ hạ không sai. Thôi, không nói những chuyện này nữa. Hôm nay thời tiết khá đẹp, chúng ta ra ngoài dạo đi. Được, lâu lắm rồi ta cũng ra ngoài đi dạo. Được. Chúng ta sang đó xem vải gì. Đa tạ. Đồ sơn cảnh. Hương cam rụng gờ xuống đất rồi thì thôi. Ta sẽ bảo người hầu chuẩn bị một hộp mới cho muội. Không cần. Đa tạ trưởng tộc Đồ Sơn. Đến xem đi. Chân gà kho mới ra lò đây. Cổ vịt kho, chân vịt kho, đến xem đi. Chân gà kho mới ra lò đây. Cổ vịt kho, chân vịt kho, đi qua, ghé qua, đừng bỏ qua nhé. Đến xem đi. Khách quan, đến xem đi, mua lấy nửa cân làm đồ nhậu nhé. Khách quan. Khách quan. Không cần đâu. Cô nương, ván này cược gì? Ván này cược gì? Ta không tin, ta phải cược tài. Cược theo tài. Xỉu, 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 xỉu. Ly Nhung sưởng.
Cô nương này ra tay cũng hào phóng thật. Chỗ ta chỉ làm ăn buôn bán nhỏ thôi đấy. Phải bồi thường cho ta. Được rồi, được rồi. Giỏi thật. Cô nương đúng là thần tiên. Chẳng lẽ Vinh thích cô nương này à? Vậy ta phải nhìn cho kỹ xem, nữ nhân có thể thu phục huynh đệ ta là thần thánh nơi nào mới được. Cô nương đúng là thần tiên. Chơi nhỏ thì có gì thú vị đâu. Muốn cược thì phải cược cho lớn. Ai dám cược cùng ta? Hay là Vinh ra ngoài cược với cô ấy một ván thì khiêng về nhà luôn. Huynh đệ à, huynh mà cứ ở trong đây mãi, lòng huynh thua hết tiền cho người khác đó. Chúng ta không cược tiền, cược cái khác đi. Phòng Phong Bội, cô dám không? Cược, cược theo đi, cược theo đi, cược theo luôn. Có gì mà không dám? So sánh lớn nhỏ, người thua phải trả lời người thắng một câu hỏi. Không được nói dối. Mới mẻ đấy. Được. Cược thì cược. Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cô thích ai? Hỏi kiểu gì thế? Câu hỏi vớ vẩn vậy, đổi câu khác. Ta muốn hỏi gì thì hỏi đó. Cô chỉ cần trả lời thật là được. Không trả lời thì coi như thua. Trả lời thì trả lời. Người ta thích. Là người ta muốn đồng hành cả đời này. Cô muốn đồng hành với ai cả đời? Đây là câu hỏi tiếp theo rồi. Hắn rồi nói tiếp. Đúng thế. Thắng rồi, thắng rồi. Đến lượt ta hỏi huynh, nếu cho huynh thêm một cơ hội, huynh vẫn chọn con đường này sao? Đúng. Vì sao? Vì trên con đường này, ta đã gặp một người rất quan trọng. Nếu ta chọn con đường khác, có lẽ ta sẽ không gặp được cô ấy nữa. Huynh cũng trung thành với nghĩa phụ thật đấy. Hết vui rồi, không muốn chơi nữa. Đừng đi. Không cần tiền à? Ai nói không cần? Ghi số tiền mà cô nương kia thắng cực sao thế được? Đúng. Hôm nay màu quần áo của huynh không đẹp lắm. Không phải điềm lành. Sao lại đến bên bạc một mình thế này? Ông chồng tương lai như con cưng nhà trời của cô đâu rồi? Huynh biết ta đính hôn rồi à? Trưởng tộc Xích Thủy Vương Cơ Hạo Linh đính hôn. Muốn biết cũng có gì khó đâu. Quên chưa chúc mừng cô. Chúc mừng nhé.
Ngoài chúc mừng ra, huynh không còn lời nào nói với ta ư? Cô muốn nghe gì? Không có gì. Ta có hai việc muốn thương lượng với huynh. Nói đi. Việc đầu tiên, bây giờ ta vẫn có thể làm thuốc cho huynh, nhưng sau khi thành hôn, ta sẽ không làm thuốc giúp huynh nữa. Việc thứ hai thì sao? Ta muốn loại bỏ cổ trùng gỉ ghẻ ả huynh và ta. Cổ trùng này luôn gây rắc rối cho huynh. Lần trước huynh đã thấy phiền phức lắm rồi. Vậy nên lúc nào huynh rảnh, chúng ta sẽ đến Bách Lê, cùng nhau loại bỏ cổ trùng này đi. Yên tâm, sau khi cổ trùng được loại bỏ, ta vẫn giữ lời hứa về những chuyện trước đây. Được, chờ ta có thời gian rảnh. Cứ cách 3 tháng, ta sẽ gửi thuốc cho huynh, ta đi trước nhé. Mảnh đất Trung Nguyên này đúng là phồn hoa nhộn nhịp, chẳng trách bệ hạ lại muốn đặt kinh đô ở đây. Sa vào son phấn nhẹ nhàng là nhục chí anh hùng ngay. Tên nhóc Thương Huyền đó chẳng có chút phong thái phong lẫm liệt nào giống Tây Viêm Vương bệ hạ cả. Nhớ năm xưa, đây là món thịt dê hầm Tây Viêm, đây là nhộng tằm nướng thời thục xưa. Món thịt dê hầm này lịch sử lâu đời đấy. Năm xưa Thái Tôn bệ hạ chinh chiến nơi xa trường, sau một chiến thắng vang dội đã ra lệnh thiết đãi ba quân. Bởi vì lúc đó thời tiết quá lạnh nên đã dùng nồi lớn hầm thịt dê cùng ăn với các tướng lĩnh trong quân đội. Còn món nhộng tằm nướng thời thục xưa này là năm xưa được Hiệp Tổ Vương Huận tạo ra. Nhìn thấy hơi sợ, nhưng ăn vào thì chất dinh dưỡng vô cùng phong phú. Không ngờ ở Trung Nguyên lại được ăn món Tây viễn vị thế này. Gọi đầu bếp của các ngươi ra để trọng thưởng. Vâng. Lâu lắm rồi chưa được ăn món Tây Viêm đúng vị thế này. Nếu không tại tên nhóc Thương Huyền đó thì chúng ta vẫn đang ở quê nhàn thịt uống rượu đấy. Nào, uống rượu đi, ăn thịt đi. Mùi vị tuyệt vời, rất chuẩn vị. Đúng là hương vị của Tây Viêm chúng ta. Các vị, vị này chính là đầu bếp khi nãy nấu ăn cho các vị. Xin mời. Tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ. Mau đứng lên, mau đứng lên. Tổ phụ mau đứng dậy đi, mau đứng dậy đi. Tạ ơn bệ hạ, tạ ơn bệ hạ. Chúng thần hoảng hốt, thật sự không biết là những món ăn này do bệ hạ nấu đều tại Thương Huyền, nên tổ phụ và các bá bá mới phải rời xa quê hương đến Trung Nguyên, còn chẳng được ăn món ăn chuẩn vị quê hương. Thương Huyền thấy rất áy náy. Mấy món ăn này coi như là lời tạ tội của Thương Huyền với các vị. Bệ hạ ưu ái như vậy, chúng thần sợ hãi. Hôm nay đang ở bên ngoài khi không phân quân, chỉ xếp vai vế trong họ. Các vị tổ phụ, bá bá không cần câu nệ. Mọi người ngồi đi. Mọi người ngồi đi. Vâng thưa bệ hạ. Hồ Hòa tổ phụ cảm thấy mấy món ăn này thế nào? Ngon, rất ngon. Đặc biệt là món nhộng tằm nướng vị rất giống với món ăn mà Hiệp Tổ Nương Nương dấn năm đó. Mọi người còn nhớ không? Có một năm, quân ta đơn độc tiến vào bàn của địch, hết lương thực, lại bị thương nặng. Tất cả đều nhờ vào con nhộng tằm nhỏ mà Hiệp Tổ Nương Nương nuôi mới có thể sống sót. Phải đó, Vương hậu nhân từ. Năm đó, các tướng sĩ theo Thái Tôn bệ hạ mở mang bờ cõi, có ai mà không nhận được huệ của Nương Nương đâu. Phải đó, phải đó. Hồi nhỏ Thương Huyền cũng hay nghe tổ mẫu nói, bà từng theo các vị ra chiến trường. Lãnh thổ cũ của Tây Viêm chỉ có vùng biên giới phía Tây. Giờ đây lãnh thổ đã được mở rộng, từ Ngu Uyên ở phía Tây
đến Đông Hải ở phía đông, bao trùm quá nửa vùng Đại Hoa. Đây đều là những chiến công hiển hách mà các vị thúc thúc, bá bá lập bệ hạ nhất quyết ở lại Trung Nguyên. Lão thần lại cứ tưởng rằng bệ hạ đã bị mê hoặc bởi sự phồn hoa Trung Nguyên, quên mất sự khó khăn trong quá khứ Tây Viêm chúng ta rồi. Ta quyết định ở lại Trung Nguyên, không phải là quên quá khứ của Tây Viêm. Thương Huyền vẫn đang đi con đường mà năm xưa tổ phụ đã dẫn dắt cả các dòng họ Tây Viêm đi, giúp Tây Viêm phồn vinh giàu mạnh, để muôn dân được an cư lạc nghiệp. Thương Huyền chưa từng quên công lao to lớn của các vị với Tây Viêm. Ta vừa cho người đi nghe ngóng rồi, tin tức đó là sự thật. Để lấy lòng mấy lão già đó, Tây Viêm khởi nhiễm mà Thương Huyền lại mặc giày làm đầu bếp, đâu còn dáng vẻ của vua một nước nữa. Thương Huyền vô cùng mưu mô, nó làm bộ làm tịch hiện lòng biết ơn như vậy, chưa biết chừng mấy lão già nó lôi kéo thật rồi ấy chứ. Ngũ ca, chúng ta không thể ở lại Trung Nguyên thêm nữa. So với việc ở lại đây chịu đựng sự tác oai tác quái cả Thương Huyền, chi bằng chúng ta chiến đấu một phen. Nhân lúc các dòng họ lâu đời ủng hộ chúng ta, chi bằng nhờ bọn họ ngăn chặn việc dời đô, đưa mọi người về Tây Viêm. Cứ để tên Thương Huyền đó ở đây mà làm vua Trung Nguyên đi, vừa hay. Nhân cơ hội này, Ngũ ca có thể xưng vương ở thành Tây Viêm. Ngũ ca, cơ hội hiếm có đấy. Nếu đợi đến lúc Thương Huyền thu phục được các dòng họ đấy, ngồi vững trên vương vị rồi, e là chúng ta sẽ không còn cơ hội nữa. Được, khởi nhiễm, mang thiệp của ta đi mời các trưởng tộc đến bàn việc. Chúng ta cùng về thành Tây Viêm. Vâng, hay là đợi khi nào huynh rảnh, chúng ta đến Bách Lê để giải cổ trùng cho hai ta. Huynh yên tâm, sau khi giải cổ trùng, ta vẫn sẽ giữ lời những ta đã hứa với huynh. Được, đợi khi ta rảnh. Thuốc sẽ được đưa đến cho huynh. 3 tháng một lần, ta đi trước đây. Cùng ta ăn một bữa cơm đi. Xin lỗi, ta không có thời gian. Tốt nhất là cô đừng từ chối quyết định của một ai đó. Nhưng bây giờ huynh là phòng phong bội, thế những câu vừa nãy là cô nói với ai? Thôi được rồi, Tương Liễu tướng quân. Đây là thịt gì mà thơm thế? Thịt lừa. Ở nơi hoang vắng này, nếu món thịt lừa của ông ấy xếp thứ hai thì không ai dám xếp thứ nhất. Hiếm có đấy. Mấy trăm năm rồi, lần đầu tiên thấy cậu đưa bạn đến. Ly Nhung lão bá, lại còn là một cô gái nữa chứ. Ta nấu riêng cho cô đấy, ăn thử đi. Cảm ơn. Dạo trước lại có hai huynh đệ đi rồi, mấy người cũ theo xích, theo đại tướng quân năm đó, hầu như đều ra đi rồi. Ai rồi cũng phải chết, chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Cậu nói rất đúng, chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ đến lượt ta và cậu đấy. Huynh xem huynh đi, lúc cô ấy ở đây huynh còn không đủ dũng cảm đến trước mặt cô ấy. Bây giờ người ta đi theo người đàn ông thì huynh lại bày ra bộ dạng mất hồn như vậy. Ta có đến trước mặt cô ấy cũng làm được gì chứ?
Đúng là ở đâu cũng đụng mặt phải không cảnh. Huynh nói xem có phải không? Tiểu cô nương tên họ là gì? Tiểu cô nương, tên Phòng Phong bội này cũng như ông già nấu thịt lừa kia, chẳng phải người tốt đẹp gì, đi với hắn chẳng được gì đâu, chi bằng xem xét huynh đệ của ta đi. Huynh đệ của ta không cẩn thận bị một cô gái lừa, lỡ tòi ra một đứa con trai. Nhưng đây cũng không phải lỗi lầm gì ghê gớm mức không thể tha thứ. Ly Nhung sướng. Cô nghĩ xem, chính vì huynh ấy phạm phải sai lầm này, nên sau này nếu gặp phải vấn đề chắc chắn sẽ không tái sau phạm. Sau khi thành hôn, cô đỡ phải lo nghĩ nhiều. Huynh nói xong chưa hả? Chưa. Tiểu cô nương, ta nói thật với cô một câu nhé. Cô mà ở bên Phòng Phong bội thì tương lai vô cùng mờ mịt. Cho dù Đồ Sơn Cảnh đã phạm sai lầm nhưng vẫn tốt hơn Phòng Phong bội. Ta đã đính hôn rồi. Vị hôn phu của ta không phải huynh ấy. Thế nên cầu xin huynh, làm phiền huynh đừng liên mồm chê bai người khác như vậy. Đính hôn với ai? Ai dám cướp con gái của huynh đệ ta? Cô nói cho ta biết đó là ai. Ta sẽ đi nói chuyện với hắn. Nếu hắn không hủy hôn, ta sẽ đánh gãy chân hắn. Xích Thủy Phong Long, huynh đi nói chuyện với huynh ấy đi. Phong, cô là vị hôn thê của Phong Long. Thế cô chính là Hạo Linh Vương Cơ, là muội muội của Tây Viêm Vương à? Huynh khách sáo với huynh ấy quá nhỉ. Những lời hắn nói là thật mà. Ta vốn không phải là một người đàn ông thích hợp để chăm lo cho phụ nữ. Cô biết mà. Cô là con gác Vương Cơ đại tướng quân. Thế cha cô là? Ta là Hạo Linh Vương Cơ, thì tất nhiên cha ta là Hạo Linh Vương rồi. Mưa rã rít, cỏ non xanh rì, tuyết bay đầy trời. Cỏ non xanh rì, bao thăm trầm lên hài cốt trung thần. Đừng hát nữa, bá say rồi. Được rồi, được rồi. Ta không say. Uống say rồi. Đừng hát nữa. Cỏ non xanh rì, tuyết bay đầy trời. Cỏ non xanh rì, bao thăm trầm lên hài cốt trung thần. Binh sĩ thần vinh quyết không đầu hàng. À, tửu lượng của ông ấy không tốt, nhưng lại thích uống rượu. Cứ uống say là hay hát linh tinh mấy bài ca đàm ông ấy nghe được. Một cánh tay của ông ấy đã tàn phế, một cái chân đi cà nhắc, đã là một người không còn lành lặn. Chúng ta chỉ đến đây ăn cơm, khi ra khỏi cánh cửa này ta sẽ không còn nhớ gì nữa. Vinh ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì chúng ta đi thôi. Chúng ta đi trước đây, hai vị cứ từ từ thưởng thức. Ly Nhung sướng biết phận của huynh rồi à. Lão già một tay đó là đại bá của hắn. Ông từng là tướng quân dưới trướng Xích Thần. Ông ấy từng tham gia trận chiến ở Ký Châu ư? Ông ấy mất một cánh tay trong trận chiến ở Ký Châu đó. Trung Nguyên bây giờ đã không còn là Trung Nguyên trước đây nữa. Huynh phải cẩn thận đấy.
Cô đang lo cho sự an toàn của ta à? Nghĩ gì vậy? Ta chỉ nhắc nhở huynh thế thôi. Ta thấy cô vẫn nên lo cho bản thân đi. Bản thân ta ư? Ta làm sao? Ta rất ổn mà. Phải. Cô đang sống rất tốt, vô cùng tốt. Thế nên mới một mình đến sòng bạc để đánh bạc. Huynh nói xem vì sao một người đồng hành lại khó đến vậy? Tìm một người đồng hành không khó. Tìm một người đồng hành chung chí hướng, thật lòng đối đãi với nhau, để cho chuyến đi trở nên thú vị có ý nghĩa mới khó. Con người ta sẽ không quên được một người cả đời thật ư? Vậy thì phải xem đó là ai. Nếu người mà cô nói là Đồ Sơn Cảnh thì ta thấy cũng có thể đấy. Huynh nói là huynh ấy không quên được ta, hay là ta không quên được huynh ấy? Tùy cách hiểu của cô. Dù gì thì ở nơi đất Đại Hoang này đầy đàn ông tốt. Có đầy đàn ông tốt, nhưng mà e là không có nhiều người đàn ông thật sự để tâm đến cô. Huynh nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ huynh cho rằng ta không nên lấy Xích Thủy Phong Long? Ta chẳng có ý gì cả. Cô hỏi ta thì ta trả lời thật suy nghĩ của mình thôi. Thế huynh nghĩ là nếu ta không gả cho Xích Thủy Phong Long thì nên gả cho ai? Cô hỏi ta thì ta hỏi ai? Mặt biển bầu trời cùng trăng. Tóm lại là cho dù lấy ai thì người đó tuyệt đối không được đã có gia đình, cũng không được xối đầu với ca ca của ta. Rạng rỡ tận mắt mày, ánh mắt như sao trời. Tỷ tỷ, tương tư lan tràn, nhiễm độc tình yêu, để rồi khắc cốt ghi tâm. Ta chỉ có thể tiễn cô đến đây thôi. Phía trước là thế giới của cô đời rồi. Số phận rủ lòng thương, đợi nàng đến trọn đời. Đợi chẳng hết tương tư, đợi chẳng thấy hoa nở. Tỷ tỷ, tỷ đang nhìn gì thế? Sao không để ý đến ta? Không có gì, chỉ là một người lữ khách, vô tình làm bạn với ta trốn hồng trần thôi. Cuối cùng vẫn không phải là có thể đi chung đường. Đi thôi, đi. Nếu tâm tĩnh như Phật từng khoảnh khắc ấy, là đường đến cũng là lối về. Vận mệnh từng bước như tuyết bay, là sự cô độc. Sao rồi? Khách đến đủ cả chưa? Các trưởng tộc sai người đến báo. Hôm nay có việc nên không đến như đã hẹn. Không một ai đến ư? Có biết nguyên nhân là gì trưởng không? Trưởng tộc của dòng họ Thương Dương cũng tổ chức tiệc đúng vào ngày hôm nay. Họ đều đến dự tiệc cuộc dòng họ Thương Dương rồi. Bổn vương tổ chức tiệc, hắn cũng làm tổ gì chức có tiệc trùng hợp như vậy? Hắn đang cố ý đối đầu với bổn vương. Bệ hạ,
ổn định được kinh đồ thì thiên hạ mới yên ổn. Việc dời đô không thể trì hoãn được nữa. Bệ hạ hãy sớm định đoạt. Bệ hạ, giờ đây lãnh thổ của Tây Vực rộng lớn, thành chỉ ấp nằm ở vị trí trung tâm, đúng thực là thích hợp làm kinh đô hơn. Lão thần cũng tán thành việc dời đô. Lão thần đồng ý. Dời đô đến thành chỉ ấp, ban hành các chính sách thuận lợi hơn. Thần đồng ý. Thần đồng ý. Chúng thần đồng ý. Thần tán thành việc dời đô. Thần tán thành việc dời đô. Thần tán thành việc dời đô. Thần phản đối. Thần cũng phản đối. Thần tán thành việc dời đô. Chúng thần tán thành việc dời đô. Ngu Cương, có thần, trẫm lệnh cho khanh phụ trách toàn bộ việc dời đô. Ngu Cương, thần lĩnh chỉ. Bệ hạ thánh minh. Hai vị vương thúc, còn ý kiến gì khác à? Bệ hạ thánh minh, bệ hạ thánh minh. Việc dời đô con xử lý rất tốt. Cháu trai phải cảm ơn tổ phụ để lại một gia tộc lâu đời họ làm việc cho con. Nếu như không có họ thì việc sẽ không được suôn sẻ như vậy. Mặc dù người là do ta giao cho, nhưng có dùng hay không dùng như thế nào, hoàn toàn dựa vào quyết định của chính con. Không cần kiêng nể ta. Cháu trai đã hiểu. Đế vương sử dụng quyền lực cũng bị quyền điều khiển. Con đường này là do con tự chọn, không có đường lui, thậm chí đến việc dừng lại để nghỉ ngơi cũng không thể, chỉ có thể quyết chí tiến lên. Vâng, cháu trai hiểu ạ. Phụ vương, nhi thần mong nhớ cố hương, nên đã xin với bệ hạ được quay về núi Tây Viêm. Hai đứa đã nghĩ kỹ chưa? Vốn dĩ nhi thần không phục, nhưng Thương Huyền có được lòng người, cứ tranh giành tiếp thì cũng chỉ tự rước nhục vào mình. Chẳng thà bỏ cuộc từ đây, làm người nhàn nhã giàu có thì còn có thể có cái kết tốt đẹp. Được rồi, bây giờ hai đứa nghĩ được như thế cũng chưa coi là muộn. Chỉ cần hai đứa tu tâm dưỡng tính, chắc chắn Thương Huyền sẽ không làm khó hai đứa. Sau này nhi thần không thể luôn luẩn bên cạnh phụ vương, mong phụ vương giữ gìn sức khỏe. Đứng lên cả đi. Nhi thần xin lui, nhi thần xin lui. A Hiệp, cháu trai của chúng ta làm rất tốt, tốt hơn ta nghĩ nhiều. Có tình có lý, biết lấy lợi ích để lôi kéo lòng người. Ban ơn thị uy hợp lý. Vốn dĩ ta tưởng rằng hai đứa con trai không có bản lĩnh của ta sẽ trở thành vật tế thần non sông này. Nào ngờ không cần đến binh đao, không thấy máu đổ,
hai chúng nó cũng coi như có được cái kết tốt đẹp. Hôm nay ta vui, uống với ta một ly. Nào, bái kiến bệ hạ, không cần đa lễ. Thiếp đã tự tay làm một ít bánh ngọt mà bệ hạ thích ăn. Bệ hạ không thể ăn những đồ ăn không rõ nguồn gốc, rồi cho người ăn thử trước. Phiền nàn, tốn công sức rồi. Thiếp chỉ buồn công sức thiếp bỏ ra chưa đủ. Những ngày qua người đã trải qua kinh hoàng và hoảng sợ cái chết, thiếp cũng ngày đêm lo lắng ăn ngủ không yên, nhưng lại có lòng mà không có sức, chỉ có thể ôm ấp lời thề ước đã từng. Lời thề bệ hạ quên rồi sao? Trước kia chúng ta đã hứa với nhau đó. Người lùi thì thiếp lùi, người tiến thì thiếp tiến. May là bệ hạ quý nhân được ông trời phù hộ, vượt qua nguy hiểm và sợ hãi, cuối cùng vẫn lên treo lơ lửng đi, lâu nay mới buông xuống được. Ta lùi thì nàng lùi, ta tiến thì nàng tiến. Trong lòng Hinh Duyệt chỉ có bệ hạ, bằng lòng cùng tiến cùng lui với bệ hạ. Thần Xích Thủy Phong Long trình lên. Đế vương sử dụng quyền lực, cũng bị quyền điều khiển. Con đường này là do cháu tự chọn, không có đường lui. Thậm chí đến việc dừng lại để nghỉ ngơi cũng không thể, chỉ có thể quyết chí tiến lên. Bệ hạ, trẫm biết rồi. Bệ hạ, vẫn chưa thử độc đâu ạ? Không cần đâu. Ăn ngon đấy. Nếu bệ hạ thích, sau này thiếp sẽ xuyên làm cho bệ hạ ăn. Chỗ ta có một việc muốn giao cho cháu làm, xin tổ phụ cứ nói. Cháu xem có thể khuyên Tương Liễu hàng hay không? Khuyên Tương Liễu đầu hàng, việc này sợ là hơi khó, là vô cùng khó. Mấy trăm năm nay Đức Nham, Thần Vinh Tập đều lần lượt thử làm rồi, nhưng toàn bị Tương Liễu từ chối. Nhưng ta vẫn mong cháu thử thêm lần nữa. Nếu việc này có thể thành công thì sẽ có ích cho dân cho nước. Cháu sẽ cử một người thông minh, tháo vát phụ trách việc này, dốc hết sức để hoàn thành. Được. Đây không phải là nơm trưởng tộc Mi Nhung. Ta lại thấy không ai thích hợp đây chuyến này hơn ta. Nói đi, có chuyện gì? Bệ hạ lệnh cho Tán Khuyên huynh đầu hàng. Huynh có biết người trước đó đến khuyên hàng kết cuộc gì không? Đương nhiên ta biết, nhưng ta vẫn phải đến. Là sứ thần của Tây Viêm, ta đến để khuyên huynh hàng Tây Viêm, nhưng là bằng hữu của huynh, ta đến để khuyên huynh buông tha cho chính mình. Buông tha cho chính mình. Ta biết huynh ở bên cạnh Hồng Giang là để báo đáp ân tình. Bây giờ bảo huynh đổi phe cánh đầu quân cho Tây Viêm đương nhiên là không thể. Nhưng mà huynh có thể mượn cơ hội nảy rút lui đúng lúc.
rút lui đúng lúc. Huynh đã trung thành và cống hiến mình mấy trăm năm rồi. Dù là ơn nghĩa gì đi cũng đã trả hết rồi, bằng mượn cơ hội này để bỏ gánh nặng đi. Từ nay về sau, sống lánh đời cũng được, du ngoạn nhân gian cũng tốt, đều được tự do thoải mái, làm theo ý mình. Dù là gặp được người mình yêu, thành thân và sinh con cùng cô ấy, sống bên nhau đến già, thì cũng là một cuộc đời vui vẻ. Tổ phụ, tổ phụ, hồi xuân đường, tổ phụ, để cháu giúp ông cho, được, tổ phụ, cháu trai ngoan của đi, ta, về nhà làm món ngon tổ cho mẫu cháu ơi ăn nhé, để cháu dìu tổ được, mẫu, đi thôi. Đi thôi, nào, Trấn Thanh Thủy, hồi xuân về đường, về ăn cơm nhé. Nếu như huynh có yêu cầu gì thì cứ việc nêu ra, Tây Viêm Vương cố hết sức đáp ứng cho huynh. Không cần đâu. Huynh về đi. Con yêu quái chính đầu nhà huynh. Rốt cuộc huynh nghĩ gì vậy? Xích thần có kết cuộc đâu thế nào? Phải huynh không biết, ông ấy liều cả mạng sống Trung Nguyên. Nhưng Trung Nguyên thì sao? Ai cảm ơn và nhớ đến ông ấy? Lẽ nào huynh không nhìn thấy đại bá đang ta sống như thế nào à? Con đường này chắn là con đường thất bại. Rốt cuộc huynh đang kiên trì điều gì vậy? Núi sông vẫn còn. Người xưa đã mất. Để máu ta bắn lên quần áo người, giống như hoa đào đầu cành. Chỉ cần trong mắt người có ta, Xích thần, xin hãy quét đi trái tim của ta. Đại tướng quân, để máu ta vương khắp cánh đồng. Đây là bài tình cảm Xích thần đại trả hát cho thê tử của ngài ấy nghe. Cậu nghe được từ đâu vậy? Bách Lê. Cô nương mà lần trước cậu đưa đến, có phải là người đã kết trùng vào người cậu không? Là cô ấy thì sao? Cậu đừng gặp cô ấy nữa. Hãy đến Bách Lê để Vu Vương lấy cổ trùng ra cho cậu. Tính tình người tộc Bách Lê kỳ quái, không thích tiếp xúc với người ngoài tộc. Sao Vu Vương có thể giúp người tộc lấy cổ trùng ra được? Thôi, chỉ cần Vu Vương nhìn thấy cô thì chắc chắn sẽ giúp cậu. Cô nương ấy là gì? Đừng nói nữa. Rốt cuộc là Hạo Linh Đại Vương Cơ và Xích Thần có quan hệ gì? Hai người không có hy vọng gì đâu. Chẳng thà từ bỏ cô ấy đi. Lập trường của hai người khác nhau, tuyệt đối đừng giống như đại tướng quân. Thật lòng hứa hẹn, đến cuối cùng phải quyết một trận sống còn chiến trường. Hai người có lập trường đối nghịch, định sẵn là không có kết cục tốt. Chẳng thà dừng lại ở đây, từ bỏ cô ấy đi.
Đừng có bám víu tiếp nữa. Đừng bám víu tiếp nữa. Yên tâm đi. Cô ấy từng nói, ta là người không thể đi vào giấc mơ. Người trong lòng cô ấy không phải là ta. Vương Cơ, hôm nay trời rất đẹp. Chúng ta ra ngoài tập bắn cung đi. Không muốn. Vậy luyện chế thuốc thì sao? Bệ hạ vừa gửi đến một lô thuốc quý hiếm người thu được. Không làm đâu. Miêu phủ, san hô, hay là đi đánh đàn ăn vặt. Hoặc là uống vài ly rượu. Cũng không có hứng thú. Tiểu yêu, sao vậy? Dạo này cứ ủ rũ thế. Không có gì, mọi thứ ta đều rất hài lòng. Vậy muội có thấy tốt không? Có vui không? Sao thế? Sao đột nhiên hỏi như vậy? Miêu phủ nói ban đêm muội luôn một mình ngồi cô đơn đến khuya. Ta vốn tưởng một thời gian muội sẽ tốt hơn, nào ngờ muội lại ngày càng chán chường. Ta rất lo cho muội. Có lẽ là vì huynh đã lên ngôi, ta không còn áp lực gì, do đó thói quen sinh hoạt không còn được nghiêm chỉnh trước nữa. Thật sự là vậy à? Huynh đừng có nhìn ta như thế. Ta vốn tưởng ta lên ngôi rồi thì ta có thể cho những gì mà trước đây ta không cho được, để muội được sống tốt hơn. Nhưng bây giờ muội hoàn toàn không vui vẻ. Có phải ca ca đã làm sai chỗ nào không? Không phải lỗi ở huynh, là bản thân ta có vấn đề. Vậy muội nói cho ta biết, muội có vấn đề gì? Gần đây ta luôn nhớ đến cuộc sống ở trấn Thanh Thủy và những ngày hồi nhỏ chúng ta sống ở điện Triều Vân. Ta thích khoảng thời gian đẹp đẽ ấy, nhưng ta không thích chìm đắm trong ký ức của quá khứ. Cho dù quá khứ tốt đẹp đến mấy thì vẫn phải tiến về phía trước. Quá khứ đã là quá khứ rồi, nhưng ta cũng không biết vì sao ta lại cứ luôn nghĩ đến thập thất. Ta không rõ vì sao bản thân lại vô dụng như vậy. Ta không thích bản thân mình hiện giờ. Tiểu yêu, bây giờ muội không còn một mình nữa. Có ca ca ở bên, muội có thể khóc, có thể yếu đuối, không sao cả. Từ nhỏ đến lớn, mỗi một bước ta đi, chỉ cần ta yếu đuối một chút thì chắc chắn ta sẽ chết. Vậy nên ta nói với bản thân mình, tuyệt đối không được yếu đuối. Ta chỉ không hiểu nổi sao trước khi gian nan cũng đều vượt qua được, mà bây giờ lại buồn không thể chịu nổi. Chỉ là mất đi một người đàn ông thôi mà.
sao nhìn huynh có vẻ buồn hơn ta thế? Đừng lo, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thôi. Ta biết từ lâu rồi, rất khó để chữa lành vết thương lòng. Vậy nên biết bao nhiêu năm trôi qua, ta đều không thể tha thứ. Mẹ ta tự vẫn ngay trước mặt ta. Cho dù ta khóc lóc van xin như thế nào đi nữa, bà ấy cũng muốn bỏ rơi ta. Vết thương xác thịt có thể chữa được. Ta tin, chắc chắn cũng sẽ có cách vết thương lòng. Ta không nói là không có, chỉ là ta không thể tha thứ cho mẹ ta. Nhưng bây giờ đã có muội bên cạnh, nỗi đau mất đi bà ấy đã được chữa lành từ lâu rồi. Niềm vui bây giờ có thể chữa lành vết thương quá khứ. Huynh đang cổ vũ ta đi tìm người yêu mới sao? Ta chỉ mong có một người có thể chữa lành vết thương vô đồ sơn cảnh gây ra cho muội, để muội tin rằng bản thân mình được xem trọng, được trân trọng, được yêu chiều, là người mà cho dù thế nào đi nữa cũng sẽ không từ bỏ. Ta là người quen với việc bị xui xoẹt nhỏ đến lớn rồi. Ta hoàn toàn không dám vọng tưởng về những chuyện như thế. Có mà. Tiểu yêu, có mà. Nếu như năm xưa ta biết được có một ngày muội sẽ khóc vì đồ sơn cảnh, thì cho dù ta muốn có sự giúp đỡ của họ, đồ sơn cũng tuyệt đối không cho hắn hội tiếp cận muội. Nay ta hận đồ sơn cảnh và càng hận bản thân mình hơn. Đồ Sơn.